Alo, xin chào các cô bác, anh chị, các bạn và các em. Trời ơi, hôm nay CC đi gửi hàng cho các bạn nè. CC buồn ngủ quá, sức tưởng tượng luôn. Tối hôm qua không có ngủ được mấy tiếng hết đó. Tại cái tụi ăn cái kẹo cà phê đó, trời ơi, nó ngon quá trời là ngon luôn. Rồi chợp mắt được có chút xíu à, là phải dậy đi gửi hàng nè. Bây giờ buồn ngủ quá trời quá đất. Chị của CC không có biết lái xe cho nên là CC lái. Mà hồi nãy đi đó quên, không có mang theo cái bịch kẹo đó. Chứ mang theo cái bịch kẹo đó thì chắc là cũng đỡ buồn ngủ rồi, buồn ngủ quá. CC nói với chị là chị ơi chắc em ghé vô cây xăng này take a nap. Chị của CC nói là thôi ráng đi. Rồi chị của CC đó hát để cho CC đỡ buồn ngủ quá. Mà chị hát dở quá. Nhưng mà rất là vui luôn mà buồn ngủ quá. Cho nên là CC mới nói với chị là chị ơi, chị vào trong Facebook của em đó, chị xem một cái tin nhắn, có một cái tin nhắn cái cô nào đó, cổ nhắn là nếu mà CC rảnh gọi cho cổ chia sẻ tâm sự về lần đầu tiên cổ đi mua mà đồ chơi của người lớn đó. Thì chị bấm đi, chị kiếm đi để em gọi cổ, để cổ tâm sự, cổ trò chuyện một chút cho đỡ buồn ngủ coi chị. Thì chị của CC mới kiếm được, sau đó đưa cho CC. CC gọi cổ tới hai lần mà cổ không có bắt phone thì thôi không gọi nữa. CC nghĩ chắc cổ đi làm. Nhưng mà khoảng nửa tiếng sau thì cổ nhắn tin lại, cổ nói là sorry CC nha, hồi nãy lúc em gọi là chị đang làm. Chỉ làm nail các bạn, cho nên là CC cũng biết những người làm nail thì rất là bận rộn. Thì chị nói lát nữa mà không có khách thì chị gọi chị kể. Vì đây là một câu chuyện mà chị nghĩ rằng chị nên chia sẻ cho khán thính giả biết. Thì có gì mà phải mắc cỡ, không có mắc cỡ. Người ta nghe tới những cái đó là người ta nghĩ mình bậy bạ lắm rồi thế này thế kia, nhưng mà không có. Cái đó là khoa học, cái đó là rất tốt. Chị nói chị sẽ kể hết, chị làm được những cái gì mà người ta chỉ bảo cho chị những cái gì. Thì các bạn biết là những cái video đó là rất là khó để có thể chia sẻ được ở trên YouTube, cho nên là CC cũng không biết làm sao. Thì CC nói rằng là thôi được rồi, chị cứ kể đi, chị cứ kể bình thường, chị cứ dùng những cái danh từ của chị kể. Tại vì phải nghe đúng như vậy thì nó mới đúng được các bạn. Còn nếu mà chúng ta mà nghe mà nó sai đi đó thì cũng không biết sao mà kể được nữa. Thì chị mới nói thôi chị cứ kể thật vậy nha. Thí dụ như nhét vô, đút vô hay làm gì là chị kể luôn. Rồi CC nghe đi, rồi CC kể lại làm sao đó để cho đừng có bị phạm cái gì với lại YouTube thì CC kể ha. Chứ mà bây giờ CC bắt chị là chị ơi chị đừng có dùng những danh từ đó thì chị thật sự cũng không biết dùng cái danh từ gì. Thì đúng vậy các bạn. Các bạn kể thì các bạn cứ kể đi, nhưng mà có nhiều cái danh từ CC không có thể đưa vào trong YouTube được. Hồi đó CC bị một lần đó, bây giờ nó vẫn còn một gậy nằm ở đó, đâu có gỡ được đâu. Thì CC đâu có biết, CC thấy các bạn nói làm sao CC lặp lại vậy thôi, cho nên là bị. Nhưng mà lúc đó là lúc chưa có biết là làm về YouTube lắm, cho nên là thôi kệ đi, coi như đó là bài học. Thì chị kể cho CC nghe, trời đất ơi, CC nói thiệt ra cười mà cười nôn ruột luôn đó các bạn. Nhưng mà với những bạn nào mà nhạy cảm quá thì CC cũng nói thật là đừng có nghe cái câu chuyện này. Vì các bạn nghe thì các bạn sẽ nặng lời. Nhưng mà cái này đó là thực tế ở đời. Thành ra CC cần làm cái video này chừng vài phút để nói cho các bạn, trước khi mà CC đưa cái câu chuyện của chị đến với các bạn. Thì theo như chị nói đó là chị và chồng chị vui vẻ hạnh phúc, nhưng mà chắc chị lo cho ảnh chu đáo quá, cho nên cái vấn đề đó đó, ảnh cứ muốn hoài à. Từ lúc còn trẻ thì không nói,
Sau tới khi hai vợ chồng làm ăn rất là khá giả thì công việc bù đầu bù cổ thì chị bớt. Chị nói ra thì cũng sợ người ta nói. Nhưng mà thôi bây giờ qua tới Mỹ rồi. Mà đây là những cái chuyện chị thấy chẳng có gì là tục tiểu sai trái cả, cho nên là chị kể luôn. Ngày nào chồng chị với chị cũng có hết á. Mỗi ngày, lần. Khi nhanh, khi chậm. Thì cái đó là do cái cảm hứng ở trong người mình mà. Cho nên là nói chung ngày nào cũng có. Tới khi mở ra được một cái cơ sở thương mại thì kéo dài như vậy cũng được khoảng nửa năm. Sau đó thì làm ăn phát đạt. Thì mướn người. Nếu mà hai vợ chồng không đó, mình hiểu nhau thì nó khác. Mướn người vào là có thêm người thứ ba. Mình lại phải bắt đầu lo lắng nhiều hơn. Rồi cái cơ sở càng ngày nó càng khá hơn. Cho nên là bắt đầu là dùng bằng cái đầu óc, suy nghĩ, rồi công việc nhiều nữa. Cho nên bớt từ từ. Bớt còn 5 ngày. Rồi cái từ từ cái 3 ngày. Cái bắt đầu là công việc của hai vợ chồng phải thay phiên nhau để đi tỉnh này tỉnh kia, để giới thiệu mặt hàng hay là gì gì đó. Nói chung là vợ chồng cũng xa cách nhau từ từ. Giấy tờ của bên gia đình chồng bảo lãnh, phỏng vấn đậu đi Mỹ. Đi là vì các con mới đi thôi. Bảo lãnh lâu lắm. Thì lúc này thì lại không có muốn đi. Tại vì thấy là hai vợ chồng mình từ một người công nhân, hai bàn tay trắng, và làm lên bây giờ có được một cơ sở như vậy khá quá. Thì chị nói là em biết không, cái lúc đó hợp đồng nhiều lắm, là khá lắm em. Sau đó chị mua luôn cả xe tải để đi giao hàng mà. Rồi hình như là tiền nó đè mất cái đó đi. Từ từ hai vợ chồng cái chuyện đó nó bớt đi. Bớt nhiều luôn, bớt hẳn luôn. Là tại vì sao? Vì suốt ngày ở ngoài cơ sở mệt mỏi quá, nhào đầu vào công việc. Biết là mình ngồi bàn, ngồi văn phòng, người ta làm mình không có làm nữa. Nhưng mà mình dùng cái đầu nhiều quá. Cho nên là không có còn suy nghĩ đến những cái kia nữa. Rồi mình có tiền nữa, cho nên là tự nhiên cái nó thay đổi. Cuối cùng thì cũng phải đi Mỹ thôi, đi vì các con. Giao lại cơ sở cho gia đình. Gia đình của bên chị và bên chồng, hai bên hợp tác lại luôn để làm. Mới đầu là định giao cho có một thằng em ở bên chồng thôi. Nhưng mà ông chồng ông nói rằng là không, giao hết cho hai bên gia đình luôn. Thì ngó qua ngó lại với nhau, để lỡ có gì thì cũng còn bảo đảm hơn. Thế là sang cái cơ sở đó lại cho gia đình hai bên luôn. Thì đi qua Mỹ. Đối với chị đó thì chị nói rằng là chị từ hai bàn tay trắng, chị có, chị làm việc bằng chân tay nhiều hơn đầu óc. Thì sau này được lên làm bà chủ rồi, khá khá rồi, thì lúc đó mới bắt đầu dùng cái đầu của mình. Nhưng mà chị nói là chị không có giỏi, không có giỏi tính bằng cái đầu. Ông trời ông cho người được sức khỏe hay là một cái gì đó về đôi bàn tay thì ông lại không có cho về cái đầu đâu. Thành ra cái sự suy nghĩ của chị nó không có giỏi được như là những người mà người ta dùng cái đầu óc người ta kiếm tiền. Chị khẳng định luôn là tôi đó là tôi dùng đôi bàn tay, đôi chân của tôi kiếm tiền. Chứ tôi không có giỏi dùng cái đầu óc để kiếm tiền. Qua tới Mỹ, một tuần à, đi làm liền, đi làm nail. Là tại vì chị cũng đã nghe nói và chị cũng đã biết được ở bên Mỹ chỉ có ngành nail. Ở cái tiểu bang của chị là hái ra tiền. Cho nên là chị quyết tâm là qua mà nghỉ ngơi mà khỏe mạnh cái là đi làm nail liền. Một tuần thôi à. Xin được cái tiệm đó, họ cho làm nail. Mà cái tiệm ở chỗ nó đông khách đến mức độ mà người ta nói rằng là bây giờ chị không có bằng, chị mới qua
rồi chị cũng chỉ biết làm chân tay nước ở Việt Nam. Trước khi đi là chị đã học về làm chân tay nước rồi, thì chị nói cái đó dễ mà, đâu có gì đâu khó. Thì khi chị qua tới nơi, người ta cũng cho chị làm thử vài người, người ta thấy chị làm rất là được. Rồi nói chung là chị cũng khéo léo lắm, đôi tay của chị. Thì người ta không có trả lương cho chị, nhưng mà người ta nói rằng là chị cứ ngồi đó đi, đông khách quá thì đưa chị vô làm. Tại giờ chị không phải là người làm chính thức, mà chị vô như vậy thì ảnh hưởng tới thợ của người ta, cho nên là chị chấp nhận. Thì chị cứ ra, chị ngồi, chị chầu rìa vậy đó. Thì cho mình làm cho thôi. Nhưng mà chị nói trời ơi, tiệm nó đông khách đến mức độ chị là người giống như là ngồi chầu rìa đó. Tức là người ta dư, người ta mới cho mình vô làm đó. Mà chị nói chỉ có vậy thôi mà làm từ sáng cho tới tối, làm được nhiều tiền lắm. Người ta chia cho chị 5 năm, làm được người nào người ta cộng vô sổ là tới tối người ta đưa liền ngày hôm đó cho chị luôn. Cứ trừ ra 5 năm rồi người ta đưa cho chị. Mới vừa qua Mỹ có 1 tuần, làm được nhiều tiền nữa, thích lắm. Rồi sau đó thì cứ cái đà như vậy. Chị thấy được, chị cố gắng học hỏi. Rồi sau đó chị bớt làm để chị đi học. Chị đã qua Cali và đã học lấy được cái bằng nail. Rồi chị về là chị chính thức được làm. Chị bắt đầu học làm bột. Mà chị nói là tại vì chị siêng năng và chịu khó. Với lại, và chị đã quyết định ở trong đầu chị đó là qua Mỹ là phải làm kiếm tiền. Chị làm bằng chân tay quen rồi, thành ra đối với chị là nó rất là bình thường. Cái mà bắt chị dùng cái đầu á, thì chị nói là sẽ làm chị nhức đầu. Nhưng mà như vậy là được. Thì chị mới nói rằng là ngộ ghê á. Khi qua tới Mỹ rồi đó, mình siêng bao nhiêu thì cái ông chồng mình cũng lười biếng bấy nhiêu, làm cho chị cũng cảm thấy bực bội nữa. Thì chị mới nói là anh ơi, anh cũng phải làm gì kiếm tiền đi anh, chứ 10 năm trôi qua nó cũng lẹ lắm anh. Rồi mình sẽ hết đi cái sức khỏe của mình. Bây giờ mình cày đi anh, rồi 10 năm 20 năm nữa mình hưởng thụ. Ông chồng ông nói không, em muốn anh làm gì cũng được á, nhưng mà cầm chân ta anh không làm đâu. Thì tôi nghe thấy như vậy thì tôi cũng nói chồng mình thiệt á, ở Việt Nam thì ổng cũng làm việc chân tay như mình, thợ hồ này nọ thôi. Rồi hai đứa biết nhau là lúc chỉ nói nha, giờ giàu rồi có nhắc lại quá khứ thì cũng hơi buồn chút, nhưng mà thôi nhắc luôn. Chị là người bán gánh ve chai. Bán ve chai đó, đi mua ve chai chú quên nó lộn, đi mua ve chai. Anh là thợ hồ. Nhưng mà này dị đoan chút. Người ta hay nói là hai người cùng tuổi với nhau thì sẽ giàu. Một là giàu thật giàu, hai là nghèo thật nghèo. Nhưng mà đúng thiệt. Lấy ổng, cả hai người luôn, siêng năng, giàu. Nói chữ giàu là giàu hơn những người nghèo thôi. Có được cơ sở để làm ăn. Nói chữ cơ sở nghe lớn quá đúng không? Mà không, cơ sở bình thường thôi à. Chỗ của tôi có 11 người làm cho tôi à. Mới đầu người, 2 người, từ từ 11 người. Cho tới khi tôi đi Mỹ là 11 người. Đẻ năm 1 chả quất tôi hoài à. Mà không biết giống gì mà chả sung dễ sợ luôn á. Có khi á, lúc mới yêu nhau á, cứ gặp chả là đụng đầu chả quất đó à. Khi mà ngồi ghế đá công viên chả cũng phải ráng nữa. Rồi chả kêu tôi ngồi người chả đó, rồi ngồi người chả, rồi nhúng nhúng nhảy nhảy lát nó cũng xong. Mà giờ nghĩ lại thì thấy trời ơi, mình cũng dễ sợ quá. Nhưng mà thôi, cái đó là tình yêu mà không nói được. Nhưng mà tôi nói cho mọi người biết là tôi với ổng là vậy đó. Tiền đâu vô nhà trọ, phòng trọ, khách sạn. Thậm chí mà mỗi tối đó ông tới nhà tôi, ông ngồi ở sau nhà tôi, rồi tôi cũng làm tại nhà luôn, ở ngoài đường luôn, ở sau nhà luôn. Thì tôi nói vậy chắc mọi người cũng hiểu rồi, phải không? Tình yêu mà khi mà bắt đầu là nó rung lên cái là gặp ở đâu là làm ở đó luôn. Tôi là nói thẳng vậy đó, ai muốn nói tôi sao nói à. Đã kể là kể hết luôn, bung luôn.
tánh tôi á là ăn to nói lớn lắm, cho nên là ở ngoài tiệm nó nhiều khi nhiều người ta cũng bực mình tôi, nhưng mà người ta thấy tại vì cái tánh tôi như vậy rồi, nhưng mà tôi tốt, tôi không có xấu với ai gì hết á. Ai cái gì là tôi giúp hết mình, là đêm khuya này nọ là vợ tôi với ông chồng tôi là thôi nhau rồi nha, nhưng mà tôi là đàn bà nha, mà nửa đêm mà người ta có gì là tôi cũng xông tới là tôi giúp à. Tánh tôi nó vậy đó. Mà biết không, ngộ như vậy nè, qua tới Mỹ đó, tôi xiên bao nhiêu đó thì các ông chồng của tôi ông lại lười bấy nhiêu. Đến tới hôm nay nè, là coi như khoảng 22 năm đi, 18 nghề, xin vô đó làm không được bao lâu nghỉ. Nhiều chỗ làm nhiều nhất của ông chả chừng 3 năm bị đuổi. Cứ nghỉ với đuổi, nghỉ với đuổi. Đưa vô chỗ Mỹ làm cũng vậy. Rồi chả tự đi xin cũng vậy. Làm ở chợ chả cũng làm, nhà hàng cũng làm, cái gì chả cũng làm hết. Mà toàn là nghỉ với bị đuổi không à. Cuối cùng thì những cái lúc mà chả bị nghỉ bị đuổi á, thì chả ở nhà nấu cơm đi chợ. Bị hoài như vậy đó. Rồi cuối cùng chả mới nói là thôi anh không đi làm gì nữa đâu, anh đi xin tiền chính phủ. Tôi nghe tôi thấy sao Việt Nam ông siêu ông giỏi vậy trời, mà tự nhiên qua tới đây ông sao vậy. Tôi nói thôi anh đi làm neo đi anh, làm neo kiếm nhiều tiền quá nè. Rồi mở tiệm em cho anh làm ông chủ. Rồi anh đã làm ông chủ rồi thì anh sẽ bớt làm đi. Cha cũng không chịu. Cha nói không, cái anh tới không biết chủ cái gì. Không, bà cứ việc đi làm vậy cho tôi đi. Bà cứ việc đi làm công làm thuê vậy đi kiếm tiền. Bà cứ đi kiếm tiền đi, rồi mua vàng để dành. Nghe lời tôi đi, tôi giữ cho. Cici mệt quá rồi, buồn ngủ quá rồi, không cách nào có thể làm tiếp video được nữa. Vừa làm vừa ngủ gục. Cho nên là xin hẹn với khán thính giả của Cici vào ngày mai nha. Tại vì hôm nay đi gửi hàng về mệt quá. Và xin chân thành cảm ơn khán thính giả của Cici đã luôn luôn ủng hộ Cici lắng nghe các câu chuyện kể. Xin cảm ơn rất nhiều. Bye bye, I love you.